Xin chào quý vị khán giả của Zubatan. Sau lưng mình là cái không gian rất là mới của chợ phiên Cán Cấu của huyện Simacai các bạn ạ. Đấy, hiện tại thì khu vực bán nông sản, vật nuôi thì đã được di chuyển xuống cái con đường này. Đấy, không gian nó đẹp hơn trước đây các bạn ạ. Trước thì mọi người sẽ tràn ra bán ở trên cái đường lớn ở trên kia. Đó, thì nó không đảm bảo về giao thông nên là bây giờ thì đã có cái sự thay đổi rồi các bạn ạ. Đấy, chợ này thì họp duy nhất một phiên vào thứ bảy hàng tuần. Đấy, bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng với Zubatan xuống chợ để khám phá cái không gian mới của chợ phiên Cán Cấu nha. Chân giò nóng hổi đây rồi. Anh em mình thì vừa mới làm bát phở xong, giờ dạo qua cái khu này một chút cho mọi người xem cái không khí ẩm thực ở đây thôi. Gà đen à? Nhưng em không ăn, em chỉ ăn đúng một cái đùi thôi. Cái phần được mà, chị ăn bao nhiêu hỏi cân bấy nhiêu mà. Ăn bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Phải là lấy đủ cả cái đùi ngang lẫn đùi dọc đúng không? Là được. Sáng sớm nay thì trời cũng có mưa các bạn ạ. Hiện tại thì ngoài này cũng đang vào cái mùa mưa nhiều các bạn. Giờ thì sương rồi mây nó bốc lên rất là đẹp. Đấy. Hai cái dãy hàng mọi người bày bán ở hai bên. Rất nhiều đồ nông sản, dược liệu và các loại rau củ quả. Giờ mình sẽ xem nào. Có cái loại gì lạ lạ ghi hình giới thiệu với các bạn nhé. Hai bố con làm sao này? Hai bố con đi bắn thuốc. Làm sao? Đây mọi người bắn măng và bán cả cây giống luôn. Măng bắt độ thì phải. Bên tay trái mình thì mọi người đang bán chó. Lát nữa thì mình sẽ qua để xem là có con chó nào đặc biệt không. Xem bên này xem cô bán cái gì bỏ trong túi này. Như là đồ đi mưa thôi thì phải. Đồ đi mưa, đồ che để bán hàng. Đây là những cái chùm cà. Mỗi chùm, một chùm này chắc là 10.000 đấy, 10.000. Cà tím. Đây đặc biệt thì ở đây có mấy bó dâm dương hoắc này. Bó này hôm nay chú này mà không bán hết thì mai mang xuống chợ Bắc Hà thì kiểu gì cũng hết nhỉ. Hôm nay là đi bán sớm thôi, được bao nhiêu thì được đúng không? Thì cái loại này thì là cả đàn ông đàn bà đều rất là thích nên là cũng dễ bán thôi. Đây có thất diệp nhất chi hoa. Đấy, mình vừa lấy số điện thoại của chú ấy. Nếu mà bác nào có lấy cái cây dâm dương hoắc tươi này thì mình sẽ liên hạc với chú, mình lấy mình gửi cho. Bởi vì là chợ phiên mới gặp thôi chứ bình thường thì cũng khó gặp lắm. Nho. Nho như nho dại. Đúng rồi, lâu không ấy thì nó sẽ bị thế mà, máy bay flycam thế mà. Trên này các bà các cô bán hoa đu đủ. Bác nào mua hoa đu đủ cùng với mật ong về ngâm để hỗ trợ điều trị những cái bệnh về dạ dày rồi về phổi, đường hô hấp thì alo cho mình. Ôi trời ơi, đã được ăn gì chưa? Bọn anh ăn xong mới ra chợ.
Ở đây thì có vẻ như là cái quả dâu da này như là cũng bắt đầu vào cái vụ mới này các bạn này. 57 à? Giờ bắt đầu mới thấy người ta rời dân mang ra chợ bán này. Quả dâu da. Quả dâu da này cũng là một cái vị thuốc nhưng mình cũng không rõ là nó tốt cho cái gì. Chỉ nhớ là có một câu dân gian người ta nói là ăn quả dâu da thì bằng 3 chén thuốc thôi. Đấy. Có một cái câu tục ngữ ở trên này người ta nói như thế. Đây cháu gái này có mấy cái cây bổ máu tươi và một ít mật ong rừng. Đó. Bác nào có nhu cầu mua mật ong như là các loại dược liệu bồi bổ cơ thể thì alo cho mình. Ông mang chim ra chợ. Chim họa mi. Trên Lào Cai thì chủ yếu là chim họa mi thôi các bạn. À, chua thóc, nho này cũng là một cái giống nho nó gần như kiểu là nó mọc dại ấy các bạn. Ăn thì nó chua lắm. Đây là một cái loại hạt gia vị của người Mông trên này. Nó thoạt nhìn thì tưởng hạt dổi nhưng mà nhìn gần lại thì không phải. Nó thơm thơm như kiểu hạt tiêu ấy các bạn ạ. Đó. Đây cái cây này chữa bệnh xương khớp. Người đẹp bán bánh bò. Đang livestream bán bánh bò à? Mặt hàng ớt là nhiều nhất ở chợ này luôn. Bán cũng chạy vì đây là cái nhu cầu cao nhất ở trên vùng cao các bạn. Các loại măng to, măng như cả măng bát độ này giờ trên này người ta bắt đầu bán nhiều. Trong khu dưới này mọi người bán chó, bán chim này. Em gái này có mận của nhà mình trồng hay là mận mua ở đâu về này? Mận nhà chồng à? Bây giờ anh thấy ít người bán mận lắm, không biết là... Cái này nó chua hay nó ngọt? Chua chua ngọt ngọt à? Bao nhiêu tiền một cân đây? 10.000 à? Ờ. Tí nữa anh về qua anh mua. Giờ anh đi quay nhé, không cầm được. Ủa. Con mèo con nó dữ quá. Những chú chó Bắc Hà đây được mang lên trên này để trao đổi mua bán. Những con này khoảng bao tiền con anh? Tầm 1.6 triệu với 3.5 triệu một con. 1.6 triệu với 3.5 triệu à? Cái giống chó này giá cao lắm các bạn. Nó đặc cái đặc điểm nào thì làm nó đắt tiền hơn anh? Đối với con chó Bắc Hà thì thứ nhất là phải chất lông xù đã, xong là tai cụp. Vâng. Đầu thủ to đẹp. Đầu to. Vâng. Chó ba ra tháng ba. Thì đầu thủ nó to. Vâng. Đẹp, tai cụp đóng vừa chứ không được to quá. To quá thì nó giống bằng Lai Golden. Mà Bắc Hà thì là tai cụp chứ không được tai vững. Con này được bao tháng rồi bạn? Chó gần 3 tháng. 3 tháng rồi. Như con này rơi tầm 8-9 cân rồi. Còn đặc điểm gì nữa anh? Thì nó chỉ có những cái đặc điểm cơ bản thôi. Nhất là nó phải xù lông, xù đuôi to, xù và tai, đầu, mặt. Ba đặc điểm chính. Đấy là để đánh giá một con chó Bắc Hà đúng không ạ? Với chó thì mình cũng không tìm hiểu mấy nên màu bao nhiêu con anh? Rẻ đi 1.6 triệu con đắt thì ta màu thì như màu này là màu đẹp rồi đấy, đúng không? Màu này là màu đắt nhất. Màu đắt nhất rồi đúng không? Là màu đỏ hoặc còn... cà phê, nâu đỏ tùy. Nhưng... con này bao tiền bạn? Con này là 3.5 triệu. Đó, 3 cân. Một vài cái thông tin cơ bản về chó Bắc Hà. Các bạn nào quan tâm thì có thể lên trên này tìm hiểu và mua đây. Chứ mình thì chó chiếc này mình không động vật thì khó gửi đi lắm. Chú này có mấy cái cây lan kim tuyến giống và một cái quả dứa dại này để chữa cái bệnh sỏi thận này các bạn này.
với khu chó, khu lợn này thì rất là sôi động các bạn. Để những cái âm thanh của việc mua bán. Những cái con chó bình thường này, giống thường này thì chỉ 200-300 thôi. Nhưng mà mấy con chó giống Bắc Hà thì sẽ đắt. Trời mới mưa nên mọi người cũng chúi ở trong cái nhà trước đây là của chợ cũ, các bạn còn tồn tại của chợ cũ. Bây giờ người ta phá đi và người ta làm cái chợ mới, xây kiên cố lên trên này. Đó. Rất là nhiều lợn các bạn. Tầm 15-20 cân một con. Mọi người bỏ trong bao mang ra chợ. Đây có con này to to già già một tí này. Con này chắc độ khoảng 30 cân. Đây, những con to này được bán này các bạn này. Hai con to. Hai con này chắc là tầm hơn 30 cân một con. Anh này có hai con lợn này là lợn xề đấy à? Nó đang đẻ à? Con đẻ được mấy lứa rồi anh? Ui, 8 lứa rồi cơ à? Thế mà nhìn trông nó chưa già lắm nhỉ? Hai con này anh bán bao nhiêu tiền? 5 triệu. 5 triệu hai con à? Cả hai à? À, hai con này nó rơi vào độ tầm khoảng được 35 cân một con đấy nhỉ? Tầm đấy. Đây quay cả người, cả ông chủ cho các bạn xem này. Vừa hỏi là anh bảo là con lợn mẹ của con này cơ thì mới là đẻ 8 nữa, còn hai con này thì mới 5 tháng thôi, chưa đẻ gì cả. Đấy, anh bán 2 triệu rưỡi một con. Lợn này ai mua về để gây đẻ thì tốt. Nhìn tướng này đúng tướng lợn bụng sệ, mọi người bảo nó sẽ đẻ nhiều. Anh lấy được cái cây hoa gì ở trên rừng này. Mọi người bắt đầu tập trung vào mua dâm rừng hoắc đây các bạn. Quan mang không? Chú bán mấy lẩy chuối. Em bé này mà đã được giao cả chìa khóa nhà để trông nhà. Bố mẹ đi vắng hết giao nhà cho em à? Hả? Thế chìa khóa đấy khóa cái gì? Khóa nhà. Chắc là nhà nhiều tiền lắm nhỉ. Các bé tranh thủ mùa hè đi bán ớt bán quả cho bố mẹ. Rất là dễ thương. Đây khu trên đường to đây các bạn. Trước đây thì mọi người bán tràn lan ở hai bên đường ở khu vực này. Đấy, nhưng mà bây giờ thì
người ta quy hoạch lại rồi, không để dân bán ra đây nữa. Đây là cái mọi người chắc là mua được ít hàng và dừng lại đây để trao đổi với nhau, chia sẻ những câu chuyện. À, phun cỏ mình trồng gừng, mình phun cho nó chết cỏ mà không chết cây gừng cái gì. Anh tưởng cái thuốc gì để làm từ cây gừng ra của Trung Quốc họ làm cơ. Thỉnh thoảng còn một số người dân thì bán lặt vặt một vài cái đồ ở trên ven đường này thôi. Nhưng mà nếu ban quản lý chợ thấy thì mọi người cũng sẽ nhắc nhở yêu cầu là mang hàng hóa xuống dưới chợ để bán. Đấy, các bạn thấy không, hệ thống những cái biển màu đỏ để hướng dẫn người dân thực hiện cái quy định mới, dày đặc luôn. Khu vực để xe, rồi khu vực cấm họp chợ, rồi khu vực bán rau. Một số mặt hàng thì bây giờ bà con mới mang ra. Dầu dừa. Hai bà đang giới thiệu với nhau cái thang thuốc gì đấy. Mình nhìn thấy có lấm linh chi rồi. À, đau bụng à bà? Đau bụng à? Đau bụng, đau chân, đau lưng. Không biết à? Xem cái mặt trên này họ ghi có chữ mà. Mặt này có chữ mà. Chi Pâu Hà. Đâu phải xem đằng này nó có chữ. À cái gì Ma Công. À, Ma Công được sản Tây Nguyên. Cái này là bổ cho đàn ông mà bà. Bổ thật cho đàn ông mà. Chắc các cô mua về cho chồng. Cô này chắc là mang gà đi bán nhưng mà chưa bán được à cơ. Gà ngon, gà sạch của người dân thì giá nó cũng cao các bạn. 130, 140. Cũng không phải là mang ra là bán được ngay đâu. Xong gà nó gầy gầy nữa. Nhiều du khách thì chê là gà gầy. Trời nó mưa các bạn, trong cái chỗ đất này người ta mới sàn lấp lại, nó lầy lội lắm. Mọi người đi chợ cũng không được đông mấy. Nhìn em ăn ngon chứ. Anh ăn với. Ơ cho mà anh hỏi em có cái lịt buộc tóc thừa không? Cái lịt để buộc tóc này. Em có dùng cái đấy không? Có, cho anh xin một cái để anh buộc cái này. Không dùng lịt à? Không mang theo ấy. Anh thấy con gái có từng bọc một nữa. Anh tưởng tiện cầm đây anh xin một cái. Mình sẽ đi vào trong khu quần áo phía trong này nè. Xem nào các cô, các chị bán quần áo thế nào. Ở trong này gặp lại cô gái rất là xinh ở chợ phiên Bắc Hà, Lào Cai. Hôm nay bán có tốt hơn hôm qua không em? Như nhau anh ạ. Như nhau à? Chợ hôm nay đông hơn mà nhỉ? Nhưng mà cũng chưa bán được mấy vì tại trời nó mưa các bạn. Đây là chị hay là em của em đây? Chị dâu. Chị dâu à? À.
Cô vừa là cô vừa là chị. Họ hàng gọi là chằng chéo đúng không? Rồi để cho em gái bán hàng mình đi tiếp vào trong này xem nào. Tưởng là con của em. Thế em chưa lấy chồng à? Em gái thì ở nhà ở đâu? À đây luôn á. Nhưng mà có thôn Căn Cấu là. Thế anh chưa vào thôn đấy. Em ở nhà hay là đi học? Đi học đại học rồi à? Học trường gì em? À học đại học Thái Nguyên đấy hả? Thế là phân hiệu trên thành phố Lào Cai ấy gì? Thế ở đấy là em học ngành gì? Tiếng Trung luôn à? Ở đây mọi người đều học tiếng Trung nhiều nhỉ? Học xong rồi đi Trung Quốc làm à? Ở đây gần biên giới mọi người rất là hay học tiếng Trung Quốc các bạn ạ. Em Sử nhỉ? Ok, chào Sử nhá. Khu quần áo nhưng mà nghe chừng là cũng không có thấy có khách mấy. Tận ngoài này thì có ông bà ngồi bán chổi ở trên những cái đống đá này. Không vào trong chợ. Ở trong chợ thì thật ra là sẽ không gặp được nhiều khách bằng ở ngoài này nên là mọi người vẫn cố chen chen ra ngoài này. Ở một cái góc này thì các anh ra biểu diễn khiển. Thật ra cái tiếng khiển của cái Mông này là chỉ dùng trong các cái hoạt động về tâm linh, về các cái việc ấy thôi. Nên là thật ra nếu mà để mà nghe mà bảo là hay thì cũng khó lắm. Chỉ người... Một lúc thổi hai chiếc liền. Cái này lần đầu tiên thấy có người một phát là thổi được hai cái. Kiểu mất nó có kêu một cái tiếng cùng một tiếng đâu. À xem tiếng nó có giống nhau không ấy ạ? Nó mới gọi là dạy cho các đứa trẻ đấy. Bắn ra thì nó mới chỉ được hai cái. Thế là một cái dài hơn một chút lần này. Phải bằng nhau về tất cả mọi thứ đúng không? Đúng rồi. Để mình bấm nút rồi chỗ tiếp xúc với miệng nó cũng phải bằng nhau đúng không? Có thể là bên này mới là bên này thì nó hợp giống nhau mà. Là tách ra cái này cũng kêu như thế kia. Ê, Tâm là phải nghệ nhân của người Mông thì mới làm được việc này đấy. Bao nóng đây. Bao nóng nào. Em gái bán chảo à? Hay bán mẹt đấy? Hả? 20 triệu. Các anh cắt tóc bên kia đang bảo là cô đây là bán chảo tặng kèm con gà. Anh đi đây, anh không trêu ở đâu. Mẹt xấu. Không có. Cô có mỗi em này thôi à? Có còn con gái nữa không? Cho thêm tròn. Đó cho tôi. Thích sao cô? Hả? Đâu có. Em bé này xinh thế. Mua được cái gì đấy cháu? Nhãn à? Nhãn này giờ làm gì đã ngọt. Muộn muộn rồi thì có một số du khách nước ngoài cũng đến chợ chơi các bạn ạ. Đợt trước thì nó trời thời tiết nó tốt hơn thì khách đến chơi đông lắm. Nhưng mà bây giờ kiểu trời nó mưa nhiều.
đường nó bẩn nên là chắc là các cái tour người ta làm cũng hạn chế đưa khách lên trên này. Em mày đã dọn hàng, thu hàng rồi à? Không bán được nhiều. Nhiều người đã thu hàng rồi. Ui dồi, đường này không đi được nữa rồi. À, chắc mang sang bên kia đường để chờ xe. Nhiều gia đình là cũng mua sắm xong rồi, đang đi di chuyển về dần. Trời này còn chuyển mưa nữa các bạn. Có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video ở đây thôi. Chợ mùa này nói chung là nó không được nhiều đồ như là cái dịp cuối năm hoặc là những cái dịp ngày lễ.